Xin chào quý các bạn, trên tay mình là điện thoại Huawei Pixel 3XL với phần loa ngoài, cụm loa ngoài phía cuối đuôi máy như này. Loa trong thì phía trên, đỉnh máy, tất cả đều kết nối bằng mền, bằng chân connect hết. Khi bạn gặp lỗi, sự cố liên quan phần loa trong, loa ngoài của điện thoại Huawei Pixel 3XL, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không, cần một địa chỉ thay mới, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết vì các bạn. Khách hàng ở xa muốn mua loa trong, loa ngoài của Pixel 3XL, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vì các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.